nó bóng bẩy và an toàn, nhưng cũng gây khó chịu theo những cách hoàn toàn mới. Điểm của Windows 11 là gì? Với Windows 10, Microsoft đã phải thực hiện một cuộc điều chỉnh lớn so với Windows 8. Một nỗ lực đầy tham vọng nhưng thiếu sót trong việc đưa PC vào kỷ nguyên màn hình cảm ứng. Trước đó, Windows 7 được coi như một chất tẩy rửa vỏ miệng để giúp chúng ta quên đi mớ hỗn độn cồng kềnh đó là Vista. Cho rằng Windows 10 đã khá bóng bẩy khi ra mắt và chỉ trở nên tốt hơn theo thời gian. Tại sao lại cần một phiên bản hoàn toàn mới? Sau khi thử nghiệm các bản dựng ban đầu trong nhiều tháng, cũng như bản phát hành giao hàng vào tuần trước đây là cách tự khắc phục. Rõ ràng là Microsoft không thực sự cố gắng sửa chữa nhiều với Windows 11. Về cơ bản, đó là một lớp sơn mới trên đầu của Windows 10 và có thể là một nỗ lực cuối cùng để đổi thương hiệu cho Windows 10X không còn tồn tại. Nhưng tôi càng sử dụng nó, tôi càng dễ dàng nhận thấy rằng những chỉnh sửa nhỏ về thiết kế có thể đi một chặng đường dài. Windows 10 tập trung vào năng suất nó nhằm mục đích làm cho bạn hiệu quả nhất có thể. Windows 11 tiến xa hơn một bước, điều gì sẽ xảy ra nếu làm việc hiệu quả cũng dễ chịu và thư giãn một cách kỳ lạ? Cửa sổ, gặp gỡ, chánh niệm. Ưu điểm Windows có vẻ ngoài bóng bẩy nhất nhanh như Windows 10 nâng cấp miễn phí cho người dùng Windows 10 các tính năng bảo mật mạnh mẽ hơn. Nhược điểm các thay đổi trên thanh tác vụ và menu bắt đầu cần một chút học hỏi, nâng cấp hạn chế trên phần cứng cũ hơn cần có Internet và tài khoản Microsoft để thiết lập Home. Có gì mới thoạt nhìn? Windows 11 có vẻ giống như một sự khởi đầu hoàn toàn từ mẫu máy tính để bàn điển hình của Microsoft, một nét thẩm mỹ mang dấu ấn của Windows 95. Thanh tác vụ vẫn ở xung quanh, nhưng giờ đây, tất cả các biểu tượng của bạn đều được căn giữa theo mặc định. Menu bắt đầu đã trở lại với giao diện được thiết kế lại với các ứng dụng được ghim và đề xuất. Bạn cũng có thể nhấn tất cả ứng dụng để xem mọi thứ bạn đã cài đặt. Rip, lai tai không ai từng sử dụng bạn. Giao diện được làm mới này mở rộng trên toàn bộ Windows 11. Các cửa sổ ứng dụng giờ đây có các góc được làm tròn, các biểu tượng Windows Explorer và ứng dụng cài đặt trông sắc nét hơn bao giờ hết, và ngay cả các hiệu ứng âm thanh cũng đã được làm sạch. Đây là Windows tinh tế nhất. Tuy nhiên, nói một cách không thay đổi thì nó cũng có vẻ rất giống Macos. Nhưng đừng lo, những người cứng rắn với Windows, bạn vẫn có thể đẩy toàn bộ thanh tác vụ trở lại phía bên trái của màn hình. Ghi chú của người biên tập nơi nó thuộc về. Microsoft cũng đã làm lại khay hệ thống ngày càng tốt hơn. Nhấn vào ngày và giờ sẽ hiển thị thông báo và lịch của bạn. Trong khi nhấp vào âm lượng hoặc biểu tượng mạng sẽ làm xuất hiện trung tâm hành động mới. Nó tương tự như các phím tắt hệ thống trong Windows 10, cho phép bạn thay đổi mạng Wi-Fi, bật chế độ trên máy bay và nhanh chóng thay đổi độ sáng và âm lượng của bạn. Bạn cũng có thể dễ dàng tiếp cận một số chỉnh sửa trợ năng như bật kính lúp hoặc bộ lọc màu. Mọi thứ trông đẹp hơn Windows 10, mặc dù một số tùy chọn đã biến mất hoàn toàn, chẳng hạn như khả năng bật và tắt cài đặt Nightlight. Windows 11 cũng đánh dấu sự trở lại lớn của các widget. Các ứng dụng cỡ nhỏ cũng đã xuất hiện trong Windows 7. Bạn có thể tiếp cận chúng bằng cách nhấn vào nút widget trên thanh tác vụ, nhưng thành thật mà nói, tôi thấy chúng vô dụng. Ngày nay, tôi không cần màn hình có thể nhìn lướt qua cho lịch tin tức và thư của mình, không phải khi điện thoại thông minh của tôi luôn trong tầm tay. Ít đáng chú ý hơn những thay đổi trên thanh tác vụ, nhưng vẫn quan trọng là Windows Store mới. Nó trông gọn gàng hơn, với một thanh điều hướng bên trái và nhiều ngăn cho các mục nhập ứng dụng riêng lẻ. Tôi cá rằng Microsoft chỉ muốn giữ cho các nút cài đặt và mua hàng đó ở chế độ hiển thị rõ ràng mọi lúc. Windows 10 cuối cùng cũng nhận được cùng một ứng dụng Store. Vì vậy nó không thực sự là một ứng dụng dành riêng cho hệ điều hành mới. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ thấy các ứng dụng Android trong Microsoft Store, nhưng không rõ khi nào điều đó xảy ra. Tương tự, Windows 11 đi kèm với ứng dụng Xbox mới nhất, nhưng ứng dụng này cũng có sẵn trên Windows 10. Tuy nhiên, bạn vẫn muốn nâng cấp để có hiệu suất chơi game tổng thể tốt nhất, vì Windows 11 sẽ là cách duy nhất để sử dụng công nghệ Direct Storage của Microsoft trên PC. Bất cứ khi nào hạ cánh, nó sẽ tăng tốc đáng kể thời gian tải, giả sử bạn có GPU và SSD tương thích giống như Xbox Series S và X.
trên PC mới, Windows 11 chào đón bạn với một loạt màn hình thiết lập cho cảm giác như bạn đang lướt qua một tập tài liệu spa. Đăng nhập vào Wi-Fi của bạn hoặc cắm vào Ethernet. Nhập thông tin đăng nhập Microsoft của bạn và có thể lấy nước dưa chuột trong khi chờ đợi. Như với Windows 10, bạn có thể chọn tắt ID quảng cáo. Điều này ngăn chặn việc theo dõi quảng cáo và chọn không gửi thông tin chẩn đoán cho Microsoft. Nhưng không có nhiều lựa chọn khác mà bạn sẽ phải thực hiện. Quá trình thiết lập về cơ bản chạy trên chế độ lái tự động cho đến khi bạn nhìn thấy màn hình mới. Cần lưu ý rằng Microsoft đã thực hiện thiết lập hạn chế hơn đối với người dùng Windows 11 Home. Cả kết nối Internet và tài khoản Microsoft đều được yêu cầu. Bạn sẽ không thể thiết lập tài khoản người dùng cục bộ hoặc sử dụng máy tính của mình cho đến khi bạn đáp ứng các yêu cầu đó. Người dùng Windows 11 Pro sẽ không có giới hạn đó. Đây là tin tốt cho các chuyên gia công nghệ thông tin và người dùng thành thạo. Nhưng nó có thể gây khó chịu cho những người không có quyền truy cập Internet đáng tin cậy của riêng họ. Tính đến năm ngoái, FCC cho biết khoảng 14,5 triệu người Mỹ không có băng thông rộng ổn định. Được định nghĩa là tốc độ tải xuống ít nhất 25 Mbit trên giây và tải lên 3 Mbit trên giây. Số liệu gần đây từ Data Reportal cho biết khoảng 40% dân số thế giới đang ngoại tuyến. Có lẽ Microsoft đang giả định rằng phần lớn khách hàng tiềm năng của họ sẽ không gặp vấn đề gì khi tìm kiếm Internet. Nhưng điều đó đi ngược lại trực tiếp với các động thái của công ty nhằm tăng khả năng tiếp cận. Tôi hy vọng nhiều người tiêu dùng sẽ nâng cấp hệ thống Windows 10 hiện có của họ. Thay vì thiết lập một máy tính mới, thật không may, Microsoft không có cách nào để tôi nâng cấp PC của mình với bản phát hành Windows 11 cuối cùng. Tuy nhiên, dựa trên những gì tôi đã thấy với bản xem trước Windows 11 Insider mới nhất, việc chuyển sang hệ điều hành mới dường như rất giống với cài đặt bản cập nhật Windows 10 lớn. Trên Surface Laptop 4 mà tôi đã thử, quá trình nâng cấp mất khoảng 15 phút sau khi tải xuống hệ điều hành mới thông qua bản cập nhật Windows. Bạn sẽ gặp khó khăn hơn nếu sở hữu một chiếc PC cũ hơn không đáp ứng các yêu cầu phần cứng của Microsoft. Bạn sẽ cần một bộ xử lý Intel AMD hoặc Qualcomm tương thích 4GB RAM và ít nhất 64GB dung lượng lưu trữ. Ngoài ra, bạn sẽ phải bật khởi động an toàn và TPM 2.0, module nền tảng đáng tin cậy. Các tính năng sẽ khiến phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại khó tấn công hệ điều hành của bạn hơn. Ứng dụng kiểm tra sức khỏe PC của Microsoft có thể giúp bạn xem liệu hệ thống của mình đã sẵn sàng cho Windows 11 hay chưa. Nếu không đáp ứng các yêu cầu nâng cấp, bạn có thể tải xuống Windows 11 ISO và cài đặt theo cách thủ công, một phương pháp bỏ qua các hạn chế CPU của Microsoft. Tuy nhiên, bạn sẽ cần đủ hiểu biết để tạo đĩa khởi động và xử lý các cài đặt phức tạp hơn. Một lưu ý khác, cài đặt thủ công có thể không nhận được một số bản cập nhật Windows trong tương lai, theo The Verge. Có vẻ như Microsoft vẫn chưa quyết định mức độ hạn chế mà họ muốn. Nếu bạn đã xây dựng máy tính để bàn của riêng mình, tôi khuyên bạn nên chuẩn bị tinh thần cho các biến chứng nâng cấp bổ sung. Ứng dụng kiểm tra sức khỏe của Microsoft ban đầu cho biết hệ thống của tôi được cung cấp bởi bộ xử lý AMD Ryzen 75800X bo mạch chủ AS ROG và 32GB RAM không tương thích với Windows 11. Hóa ra tôi cần kích hoạt module AMD TPM 2.0 và khởi động an toàn trong BIOS của tôi. Nhưng khi tôi đã làm tất cả những điều đó, hệ thống của tôi không thể khởi động vào cài đặt Windows 10 của tôi. Sau một hồi tìm hiểu, tôi biết rằng mình cần chuyển đổi đĩa cài đặt Windows 10 của mình từ MBR Master Boot Record sang GPT GUID Partition Table. Vì vậy, tôi đã đi vào dòng lệnh để chạy một số chuỗi và cầu nguyện cho sự an toàn của cài đặt Windows của tôi. 5 phút sau ướt đẫm mồ hôi, tôi khởi động lại và thấy màn hình đăng nhập Windows đáng tin cậy của mình. Chà, từ đó tôi đã có thể tiến hành cập nhật Windows 11 như bình thường. Tôi chắc chắn rằng mình không phải là người duy nhất cài đặt Windows 10 trên đĩa MBR, đó là tiêu chuẩn trên các máy tính cũ. Vì vậy tôi hy vọng Microsoft cuối cùng sẽ thực hiện chuyển đổi đó vào toàn bộ quá trình thiết lập Windows 11. Tôi không thể tưởng tượng được những người tiêu dùng bình thường đang cố gắng tìm ra lời nhắc dòng lệnh mà không muốn ném PC của họ ra ngoài cửa sổ.
một cái nhìn mới, những thất vọng mới. Windows 11 rất hay để sử dụng, dễ chịu, thậm chí Windows 10 không hề xấu. Nhưng việc tập trung vào thiết kế của Windows 11 dẫn đến trải nghiệm tinh tế hơn lúc đầu. Tôi rất thích có các chủ đề phù hợp với màu sắc. Ứng dụng cài đặt mới là một giấc mơ. Thực sự dễ dàng tìm thấy mọi thứ trong một lần. Tôi thực sự thích tính năng chụp nhanh cửa sổ tự động mới, cho phép bạn chuyển một ứng dụng vào một vùng cụ thể trên màn hình của mình bằng cách di chuột lên trên biểu tượng phóng to. Tuyệt vời hơn nữa, kết hợp một vài ứng dụng lại với nhau sẽ tạo ra một nhóm mà bạn có thể dễ dàng truy cập lại trên thanh tác vụ. Sự đổi mới đó cũng không phải trả giá bằng hiệu suất. Windows 11 cho cảm giác nhanh như Windows 10 trên tất cả các hệ thống thử nghiệm của tôi. Nhưng tôi sẽ quan tâm hơn đến việc nó hoạt động như thế nào trên các PC cũ hơn 5 năm. Đó là phần giới hạn đối với các yêu cầu nâng cấp của Microsoft. Tôi ấn tượng với những thay đổi về thiết kế, một phần trong tôi cảm thấy bị hạn chế bởi hệ điều hành mới. Ví dụ, bất kể bạn đặt các biểu tượng trên thanh tác vụ ở đâu, bạn sẽ không thể thấy nhãn ứng dụng nữa. Microsoft đã đẩy thanh tác vụ tập trung vào biểu tượng kể từ Windows 7. Nhưng bạn luôn có tùy chọn bật nhãn, vì vậy bạn có thể xem nội dung trong cửa sổ ứng dụng trước khi nhấp vào nó. Đối phó với sự mất mát đó là trở ngại lớn nhất mà tôi gặp phải với Windows 11. Giờ đây, tôi phải mất nhiều lần nhấp chuột để tìm một cửa sổ Chrome cụ thể hoặc để tìm một email tôi đã bật ra khỏi Gmail. Các biểu tượng chỉ là không đủ. Tôi có thể hiểu tại sao Microsoft lại loại bỏ các nhãn, chúng làm cho màn hình của bạn trông hỗn loạn. Nó gần như không phải là gen như một dòng ảnh độ phân dài cao đơn giản. Nhưng là một người dùng Windows, tôi đã quen với sự hỗn loạn. Tôi đã bị định hình bởi sự không ổn định của Windows 3.11. Tôi đã học cách thuần phục Windows XP với tư cách là quản trị viên công nghệ thông tin. Và tôi đã ở đó trong buổi ra mắt Windows 8 ở Tây Ban Nha, một sự kiện có vẻ bị nguyền rủa khi nhìn lại. Ngay cả sau tất cả những điều đó, tôi vẫn chủ yếu là một người dùng Windows. Nếu sự hỗn loạn có thể khiến tôi làm việc hiệu quả hơn, tôi sẽ ôm lấy sự điên cuồng. Đáng buồn thay, Windows 11 không cung cấp cho tôi tùy chọn đó. Nó chỉ muốn tôi thư giãn, chết tiệt. Công bằng mà nói, tôi gặp vấn đề tương tự với Marcus. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một cửa sổ ứng dụng cụ thể có thể khiến bạn khó chịu. Để giảm thiểu điều đó, tôi thường dựa vào Mission Control để thiết lập các góc nóng có thể hiển thị cho tôi mọi ứng dụng đang mở cửa sổ trong một chương trình cụ thể hoặc màn hình nền. Windows 11 cho phép bạn thiết lập một góc nóng ở dưới cùng bên phải của màn hình để hiển thị màn hình nền, nhưng bạn sẽ phải dựa vào phím tắt để xem các ứng dụng đang mở. Tôi vẫn đang tranh luận xem Alt cộng Tab hay Win cộng Tab tốt hơn. Sau khi dành quá nhiều thời gian với Windows 11, ít nhất tôi cũng muốn nhận được lỗi của thanh tác vụ mới. Tôi cá rằng một số người cứng Windows cũng sẽ thất vọng tương tự với menu Start mới, đặc biệt nếu họ đã quen với việc xem tất cả các ứng dụng của mình ngay lập tức. Cá nhân tôi thấy việc tập trung vào các phím tắt cũng như các tệp và ứng dụng được thêm gần đây sẽ hữu ích hơn. Và đối với Windows 10, tôi chỉ cần nhấn phím Windows và bắt đầu nhập để tìm kiếm các ứng dụng cụ thể. Tôi rất vui vì điều đó thực tế vẫn diễn ra tức thời trên hệ điều hành mới. Cho đến nay, tôi mới chỉ thử nghiệm trải nghiệm màn hình cảm ứng Windows 11, nhưng nói chung, việc đạt được các mục tiêu cụ thể cảm thấy dễ dàng hơn. Microsoft cũng đã làm cho các ứng dụng phản hồi nhanh hơn khi chạm vào, do đó, nó có thể nhanh chóng mở rộng và tối đa hóa các cửa sổ cảm thấy ít bực bội hơn. Bạn vẫn sẽ không nhầm Windows 11 với iPadOS, nhưng tôi không bao giờ mong đợi Microsoft có thể tiến xa đến vậy. Hệ điều hành mới này chỉ đơn giản là tốt hơn cho máy tính xách tay có màn hình cảm ứng và nó có thể sử dụng nhiều hơn cho máy tính bảng lai như Surface Pro. Mặc dù nhìn chung tôi thấy Windows 11 dễ chịu, nhưng tôi sẽ quan tâm đến cách người dùng phổ thông phản ứng với tất cả các thay đổi. Một số thành viên của nhân viên Engadget ban đầu thấy thiết kế mới là xấu, một số sau đó đã cảm thấy ấm áp với nó. Và ít nhất một người rất biết ơn vì tôi đã giải thích cách di chuyển thanh tác vụ trở lại bên trái. Thật khó cho Microsoft để thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với Windows mà không khiến người dùng cảm thấy thích thú. Hãy nhớ mọi thứ đã xảy ra xung quanh Windows 8, vì vậy
Tôi hy vọng phản ứng ban đầu sẽ không được chào đón. Hãy chỉ nói rằng tôi rất vui vì tôi không còn được hỗ trợ về công nghệ thông tin cho quá trình chuyển đổi này nữa. Vậy ai cần Windows 11 để diễn giải Thanos? Windows 11 là điều không thể tránh khỏi. Nó sẽ bắt đầu được tung ra cho người dùng Windows 10 đủ điều kiện ngay hôm nay và nó sẽ được giao cùng với các PC mới vào mùa thu năm nay. Ngoài việc học lại chức năng của thanh tác vụ và menu bắt đầu, không có nhiều lý do để tránh nó. Các yêu cầu khởi động an toàn mới sẽ làm cho nó trở thành một hệ điều hành an toàn hơn về tổng thể. Game thủ cuối cùng sẽ nhận được thời gian tải nhanh hơn và mọi người có thể đánh giá cao tính thẩm mỹ mới sạch sẽ. Đó là một bước tiến, ngay cả khi nó không quan trọng như Windows 10. Cũng khó có thể bỏ qua câu chuyện đằng sau hệ điều hành mới, điều khiến Windows 11 giống như một cách để Microsoft cứu vãn sau một thất bại đáng xấu hổ. Vào mùa thu năm 2019, công ty đã công bố Windows 10X, một biến thể hệ điều hành dành cho PC 2 màn hình. Những thiết bị đó, như Surface Neo hấp dẫn, đã không đến được. Không rõ liệu phần cứng phức tạp mới có phải là rào cản hay các nhà sản xuất PC đang đợi Windows 10X được hoàn thiện. Năm ngoái, Microsoft đã thông báo rằng họ đang chuyển trọng tâm của 10X sang các thiết bị một màn hình và họ đã đặt chiếc đinh cuối cùng vào quan tài vào tháng 5 năm nay. Khi cho biết rằng quá trình phát triển Windows 10X đã dừng lại. Một vài tuần sau, chúng tôi nhận được tin rằng Microsoft đang chuẩn bị tiết lộ phiên bản tiếp theo của Windows và ngay sau đó sự cố rò rỉ Windows 11 đã xảy ra. Vào ngày 24 tháng 6, với thực tế tất cả các tính năng mới của nó đã bị hỏng, Microsoft đã chính thức tiết lộ hệ điều hành mới của mình. Trong đầu, tôi tưởng tượng những cuộc họp rầm rộ xung quanh sự phát triển mạnh mẽ của Windows 10X giống như điều gì đó từ người sáng tạo Aaron Sorkin của The West Wing. Panos Panay cho biết với các thiết bị màn hình kép có lẽ chúng chỉ có thể sử dụng lại nó hoạt động cho các máy tính sách tay truyền thống. Nhưng tại sao lại đặt nó thành một phiên bản Windows 10 riêng biệt? Thị trường PC hiện đang khá nóng, có lẽ có cách để tận dụng điều đó. Và tại một thời điểm nào đó, ai đó chỉ nói tại sao không chỉ đến 11. Một sự im lặng đến choáng váng, chung quanh vỗ tay, nghe có vẻ không quá hoài nghi. Nhưng phát hành một hệ điều hành mới là một cách dễ dàng để khuyến khích mọi người mua máy tính mới. Điều đó đặc biệt đúng khi chúng ta đang phụ thuộc vào PC của mình nhiều hơn bao giờ hết. Vì nhiều người vẫn đang làm việc và làm bài tập ở nhà. Một phiên bản Windows mới không phải là điều đơn giản. Và nó chắc chắn sẽ nhận được nhiều tiêu đề và sự chú ý của giới truyền thông hơn là một bản cập nhật Windows 10 đơn thuần. Nhìn thẳng vào máy ảnh. Chia sẻ hữu ích nhé!